Vâng, quay trở lại với một câu hỏi thủy sản đến từ khán giả Đỗ Thị Thu tại Cà Mau. Số điện thoại 0912, 3 số cuối là 118. Khán giả có 5 hecta ao nuôi cá các loại. Và trong điều kiện nắng nóng như hiện nay thì khán giả đã làm nhiều bè lục bình, tức là bèo Tây, để thả trên mặt ao để chống nóng. Và xin hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề là như vậy thì chống nóng có hiệu quả hay không ạ? Xin chào con già, xin chào bà con. Câu đầu tiên tôi đã nhắc rồi. Đối với ao nuôi cá nuôi tôm đều như nhau cả. Đối với nắng nóng ở đồng bằng sông Cửu Long thì không phải là cao nhất thì qua 6 và 7 độ thôi. Nên là ao là chị phải bơm ao, nếu không có ao thì chúng tôi gọi là có các cái bờ mênh, các cái mương xương cá. Khi trời nắng nó chìm xuống đấy. Thế chị mà bịt lên thì thiếu oxy thì cá lại không ngoi, nó không ở đấy đâu, nó lại chạy ra chỗ nắng nắng thì nó có quang hợp thì nó có oxy. Đấy. Thứ hai là chị không được bật quạt, vì ao chị to là 5 hectare thì chắc không có quạt thì không đáng ngại, nhưng mà khi trời nhìn lên 35 độ là không bật quạt, bật quạt nó sẽ đảo nước nó nóng lên. Cái bèo Tây thì chỉ có tác dụng là che cái đấy, che là nó là chúng tôi hay nói là các cái vật bám thôi, vật bám của các cái cá nó cần, thí dụ cá trạch chẳng hạn thì nó mới cần nó bám đấy. Chứ mà chị mà dùng cái bèo nó bịt kín thì nó không quang hợp đâu, mà nó phải nhờ ánh nắng nó quang hợp để tạo nó tạo sản sinh ra oxy, chứ không phải cái đấy mà nó che nắng được. Nếu che nắng được thì ao thế nào mà phải đào, bây giờ đã chót làm rồi thì chị không có bật quạt khi nhiệt độ nó lên 35 37 độ là không bật quạt. Và đã chót làm như thế thì những cái đấy là theo nó không có hiệu quả nhiều. Cho các cái bèo Tây và các thứ dàn bèo lục bình như ra là nó không hiệu quả, nên nó không cần thiết. Vẫn phải để cho ánh nắng mặt trời lên nó chiếu thẳng xuống để tạo nó phát triển tốt. Đấy. Chứ không phải là che nắng thì không phải làm như thế, ta che là phải dàn cả cả mái che bên trên, 5 hectare thì chị mà che thì giờ thì chắc là gấp hàng trăm lần tiền cá, không làm được. Thôi chúc chị cá là thôi đã chót thả xuống rồi thì gom lại không cần thiết, và nhớ là khi trời nắng không bật quạt. Vâng ạ, xin được Rồi cảm chúc ơn chị những lưu ý vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề.